Alo. Доброе утро. Thầy À, có nghe à có, dobry utro. được ạ? Как Vâng. дела? Dạ. Что это Dạ, такое? хорошо. Хорошо. Так. Camera của em dạo này nó bị đọc sao. À thế hả? Хорошо. À em nhìn thấy màn hình chưa nào? Dạ rồi ạ. À ta хорошо. Hôm trước chúng ta đã cùng Dạ nhau vâng. xem trước một chút về những từ mới đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại từ mới nào. Từ mới của chúng ta gồm có những từ detective. D Giết chết kịp. à đây là đọc detective, detective, Ghi tiết detective. kịp. Chữ V cuối này chúng ta đọc thành gì? Ghi À, tiết kịp. Ghi detective, tiết kịp. detective Ghi tiết là kịp. chuyện trinh thám. Nachinatsa. Ghi tiết. Nachinas. Nachinatsa là bắt đầu. Nachinas. Nachinatsa. Nachinatsa. Nachinas. Là Kanchatsa. Kanchatsa. Kanchas. Kanchatsa là kết Kanchas. thúc, kết thúc đấy. Nachinatsa bắt đầu, Kanchatsa kết thúc. Kanchas. Stavat là ngủ Kanchas. dậy. Vâng, Stavat, Stavat là ngủ dậy. chúng ta Lazutsa là đi ngủ đấy. là Lazutsa. Lazutsa. Lazis. Đấy. Lazis. À chúng ta có từ drugoi. Drugoi là khác. Drugoi. Rồi. Drugoi. Tiếp theo Rat. là có từ rat. 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 Tiếp theo có từ ustal. Ustal. Usta. Mệt. Usta. Ustal. Đấy. Ustal. Usta. Tác vụ. À, khá là show. Thế như vậy đến đây thì chúng ta đã thấy đó là những cái từ mới đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mấy cái động từ này đấy. Mấy động từ này cái cách chia của nó như thế nào. Động từ Dạ. stavat, động từ stavat. Động từ stavat Stop. chúng ta nhìn thấy đây, người ta chia cho chúng ta chỉ có chia ba ngôi thôi. Ya stayu, tới stayosh đấy. On stayot. Đấy là giọng âm Upside. rơi đây nè. Nhịp stayu, từ stayosh, on stayot. Mới stayon với stayo chứ anh nhịp stayut đấy, nó chỉ chia cho chúng ta ba ngôi ya tươi và anh nhỉ đấy Từ đó đấy chứ. Thế còn cái ngôi on mươi vui thì người ta bỏ qua, bởi vì sao, nó cái về cái cách chia của nó cũng giống giống như cái ngôi tươi này đấy. Tươi à, stayos, on tư stayot, mươi stayom stạc với stayo chứ và anh nhịp stayut. với Tiếp theo người ta chia cho stayo chúng ta là cái cách chia thì quá khứ. On stavall, stavali anavstavala, anivstavali stavali đấy. Đó thì đây động từ stavat đó là động từ thể chưa hoàn thành. Động từ theo cặp của nó là động từ stach. Stach là động stavali từ thể hoàn thành. Stach đấy, stach đấy, thể hoàn thành. Đây là chia ở người ta chia chúng ta thì quá khứ thôi, thì ở cái thì tương lai người ta không chia đấy. Động từ ở thể hoàn thành chỉ có hai thời, quá khứ và tương lai đấy. Đây có gì nào, on stall, sao anastala, sao anistali đấy, anh sao anistali đấy đó. Tiếp theo nào, động từ start. Nó chia, nếu mà nó chia ra, nếu nó không chia, nó chia ở thì quá khứ thì dạng như thế này, còn nếu nó chia ra thì nó sẽ ở thì tương lai đấy. Đó bây giờ người ta sẽ cùng nhau chia động từ start. Start đấy. start. Đây là động từ thể hoàn thành Savyasenivit đấy. Cho nên chia thì Yastanu, Yastanu. Stanu, Tươi, Tuyết. Stanyesh đấy. Đó, Tươi Tuyết. Stanyesh. Đây nè, Tươi Stanyesh, Yastanu, Tươi Stanyesh, On, Tuyết. On Tuyết. Stanyet, On Stanyet, Mươi, Stanyem, Tuyết. Với, Stanyetje, Ani, Stanut, Stan. Stanut đấy. Đó thì đây là động từ thể hoàn thành, khi chia ra thì nó ở thì tương lai. Có nghĩa là thế nào thì tương lai? Thì tương lai nó chỉ những cái hành động mà sẽ xảy ra sau lời nói đấy, sau cái thời điểm nói. Đó ví dụ như là chúng ta sẽ nói ngày mai tôi sẽ ngủ dậy vào lúc 7 giờ đấy. Ví dụ vậy đấy. Thì người ta sẽ nói như là nào, Zatra đấy. Zatra yep stanu v xem cho sổ. Zavtra Yastanu. đấy, zav 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 Tra. zav tra zavtra ya Yastanu. stanu xem chút sốp, ngày mai tôi sẽ ngủ dậy với lúc 7 giờ đấy. Just. Zavtra yastanu xem chút sốp. Đúng nè,
Завтра я встану в 7 часов. Ngày mai tôi sẽ ngủ dậy vào lúc 7 giờ. Так. À đó. À thế như vậy là gì? Chúng ta nhìn thấy đây là động từ dạng chia của động từ stack. Nếu mà chia thì nó sẽ ở thì tương lai. Đấy. À хорошо. À thế như vừa rồi, vậy vừa rồi là chúng ta đã chia xong động từ stack. Так. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp động từ thứ hai. Động từ thứ hai của chúng ta đó là động từ lazutsa. Nếu mà stavat thì là ngủ dậy, lazutsa sẽ là đi ngủ. Chúng ta gọi là đi ngủ đấy. Đi ngủ nghĩa là gì? À chúng ta đi đến bên giường xong chúng ta ngồi nằm xuống đấy, nằm xuống ngủ. À thì động từ đó là lazutsa. Lazutsa. Ya lazus. Tu lazutsa. On ana lazutsa. Мы ложимся, вы ложитесь, они ложатся. Đấy, đó. Так. À, thế đây là động từ chia thì hiện tại. À, động từ chia thì hiện tại nó chỉ cái hành động xảy ra thường xuyên. Đấy. Ví dụ, à, mỗi ngày, hàng ngày tôi đi nằm ngủ, tôi đi ngủ vào lúc 10 giờ. Каждый день я ложусь спать, я ложусь спать в 10 часов. Đấy. À, đó. À, thế, động từ лечь. Động từ lazutsa đó là động từ thể chưa hoàn thành. Động từ này động từ thể chưa hoàn thành. Не совершенный вид đấy. À là động từ thể chưa hoàn thành. Đó. Gọi là не совершенный вид. À вот. À động từ thứ hai động từ лечь. Лечь có nghĩa là động từ thể hoàn thành. Лечь. Совершенный вид đấy. Вот. Вот. À ở đây chúng ta nhìn thấy là cái dạng thức của nó đó là dạng quá khứ. À, liệt. Bản thân cái động từ này trông nó đã lạ mắt đấy. À, thông thường các động từ được kết thúc bằng gì? Đôi t dấu mềm đúng không? Đấy. Cái động từ này kết thúc bằng ch và dấu mềm đấy. À, đó. Thế cho nên là trông nó đã lạ mắt, vậy thì từ cái chỗ nó nhìn nó lạ mắt này dẫn đến tình trạng là gì? Nó sẽ chia rất là khác lạ đấy. Đó. Ví dụ là đây thì quá khứ này. Он лёг. Она легла. Они легли, лег, лег, легла, легли, đấy, đó. Thế và cái dạng thức à, chia ở thời quá khứ của нó cũng lạ mắt đối với cái động từ liệt này đấy. À đấy. À chúng ta sẽ chia nào. À chúng ta có từ liệt, liệt. À động từ này động từ thể hoàn thành совершенный вид. Nếu mà chia ra thì nó sẽ ở thì quá khứ. À thì tương lai. Я лягу. Ты ляжешь. Ляжешь. Он ляжет. Мы ляжем. Вы ляжете. Они лягут. Вот так, да? Я лягу, ты ляжешь, он ляжет, мы ляжем, вы ляжете, они лягут. Да? Вот так. А, да. Thế vậy thì đây là dạng thức gì nào? À, dạng thức của động từ. Thì tương lai. Đấy. Đó. Thế bây giờ nói. Ngày mai tôi sẽ đi ngủ vào lúc 7 giờ tối. No. Em nói như thế nào nào? Ngày mai là gì? Завтра. Завтра. Tôi sẽ đi ngủ. Я лягу. Я лягу. Vào lúc 7 giờ. В 7 часов. Завтра я лягу в 7 часов. À, đúng không nào? Đấy, вот так. À, thế như vậy đó là khi mà chúng ta sử dụng cái dạng chia này thì nó sẽ chỉ cái hành động xảy ra thì tương lai. Đấy, đó, вот так. À, хорошо. Đến đây thì chúng ta đã cùng nhau xem xong động từ thứ hai, đó là động từ ложиться và động từ лечь. Chúng ta lưu ý rằng là gì? Đây động từ вставать và động từ встать. Chúng khá giống nhau, trông khá giống nhau đúng không nào? Đấy, вставать và встать. Nó chỉ có khác nhau động từ chưa hoàn thành có đuôi vát. Thế còn động từ thể hoàn thành thì nó là đuôi tê dấu mềm phải. Đấy, touch. Đấy, đó. Thế nhưng mà cái động từ lazutsa này nó khác nhau hoàn toàn so với cái động từ liệt này luôn. Đấy. Động từ lazutsa có đuôi xe, còn động từ liệt nó chả có cái đuôi xe. Đấy nhiên nào. Thế như vậy thì không phải là cứ động từ ở trong một cặp hoàn thành và chưa hoàn thành là chúng dứt khoát cứ phải là giống nhau. Đấy, chúng có thể là làm một cái động từ có thể là gì nào? À, thứ nhất là chúng có thể là lấy một cái gốc từ, một cái thân từ hoàn toàn khác. Lazutsa và лечь đó là hai từ có cái thân từ hoàn toàn khác luôn đấy. Cái thứ hai nữa là có động từ thể chưa hoàn thành có thể có đuôi xe và động từ thể hoàn thành có thể không có đuôi xe đấy.
À đó. À cái trường hợp như thế chúng ta cũng đã gặp rồi chứ không phải là không đấy. Đó. Thế như vậy thì đó là cái chúng ta lưu ý. Bây giờ chúng ta xem động từ thứ ba, động từ nách chín nạt xa và căn chặt xa. Hai cái động từ này chả có gì đặc biệt cả. Hai động từ này hoàn toàn bình thường. Đó. Nachinat sa đó là bắt đầu. Và kanchat sa là kết thúc. Hai động từ này đều là dạng chia nhóm 1. À bỏ t dấu mềm đi, sau đó chúng ta chia thôi, t và dấu mềm đấy. Đó, chỉ có điều là nó có đuôi xe, cho nên lưu ý cái cách biến đổi của đuôi xe. À đấy. À đó. À ở đây người ta không chia chúng ta bởi vì sao, nó dễ quá, nó chả chia nữa. Đấy. À thế bây giờ người ta chia nào. Yanachinayus đấy. Tinachinayus, ví dụ vậy đấy. Ontinachinayus, mynachinayimsa, vinachinayiches, aninachinayutsa đấy. Nhưng trên thực tế là gì? Động từ nachinasa đó là một cái gì đó nó tự bắt đầu. Cho nên là ít khi nó dùng cái ngôi ya. Tôi có gì mà tự bắt đầu. Đấy. Đó, thông thường tự bắt đầu là gì? Một cuộc meeting được bắt đầu này, một cuộc diễu hành được bắt đầu này, một cuộc họp được bắt đầu này. Đấy. Thì vậy thì trong trường hợp như thế thông thường nó dùng là gì? Nó dùng ở ngôi on. Đấy, dùng ở ngôi thứ ba hoặc là ngôi a nhỉ, đúng không nào? Đấy. Đó. À thế như vậy, em có hiểu ý đó không nào? À đó. Ví dụ người ta nói là một cuộc meeting bắt đầu chứ không có nói tôi bắt đầu, tôi bắt đầu cái gì? Đấy. Đúng không nào? Đó. Ví dụ như là người ta nói rằng là ví dụ như là giờ học bắt đầu, urok nachinayut sa. Đấy. Thế là uroki nachinayut sa. À các giờ học được bắt đầu. Đấy. Uroki nachinayut sa. Uroki chúng ta dùng là uroki nachinayut sa. Đấy. À nachinayut sa và jevet chusok. Đấy. À các giờ học được bắt đầu vào lúc 9 giờ. Đấy. Thế và can trái sa, động từ tương tự can chặt sa, can chặt sa à uro can trái yết sa a nhí can trái yút sa uro kỳ can trái yút sa đấy. À kết thúc vào lúc 12 giờ chẳng hạn đấy. À khá uro kỳ đấy, uro kỳ. À thế ở đây chúng ta nói người ta chỉ chia cho chúng ta cái gì đấy, người ta chỉ chia thì quá khứ thôi đấy. On na chi nào sa ana na chi na las a nhí na chi na lis na chat sa. Ona chào xa, anana chào las, anina chào lis. Đấy. Đấy. À đó. Thì ở bên dưới này lại là cái gì đây? Dưới này lại là động từ thể hoàn thành. Đây là động từ thể hoàn thành. Đúng không nào? Trên là động từ thể chưa hoàn thành. Bên dưới là động từ thể hoàn thành. Đây là động từ thể hoàn thành. Đấy. Can chát xa con chít xa. Con chít xa. Can chát xa. Trọng âm rơi vào đây. À đấy. Con chít xa thì trọng âm rơi vào đây. Đấy. Con chít xa. Nachinat xa. Nachat xa. Nachinat xa. Nachat xa. Đấy. Động từ nachat xa. Chia thì quá khứ như thế nào? Vốt. Em nhìn thấy chưa nào? À, động từ nachat xa khi chia ra thì nó sẽ ghi là buduse vremya. Có nghĩa là thì tương lai. Đấy. À, động từ nào? Yanachinus. Tuy nachinyosa. On nachinyosa. Mui nachinyomsa. Vui nachinyoches. Anh nó chỉ nụt xa. Nhưng trên thực tế thì nó chỉ sử dụng hai dạng, na chỉ nhớt xa và na chỉ nụt xa. Đấy. Đó. Thế và đây là prasese vremya là thì quá khứ. Thì quá khứ chúng ta xem để làm cái gì? Chúng ta khẳng định là cái cách sử dụng trọng âm của chúng ta đúng đấy. À, na chỉ xa, thế nó rơi ra đằng sau thôi. Đấy. À, đó đúng nào. À, anna na chỉ las, anno na chỉ los, anh na chỉ lis. Đấy. Thấy chưa nào? Ồ, tạc rồi đấy. Thế như vậy động từ của nó là gì nào? Động từ na chát xả. Na chát xả, trọng âm rơi vào đâu? Chát xả. Na chát xả. Đấy. À đó. Cách chia thì quá khứ, à thì tương lai như thế này. Cách chia thì quá khứ như thế này. Đấy. À đó. Thế còn ngoài ra nữa, nó có một loạt những cái dạng thức khác đấy. À đó. Thế nhưng mà ở đây thì là gì? Do là các em chưa học nên chúng ta chưa nhắc đến. Ví dụ đây là cái gì nào? Đây nó là tính động từ. Đấy. Tính động từ chủ động. Đó. Thế những cái đó ở trong này nó đều có hết. Đây là tính động từ bị động đấy, tính động từ bị động. À, tính động từ bị động đây, cái dạng này nó không có. Pavili trên là cái nhẹ, chính là đây là dạng này là dạng thức mệnh lệnh đấy. Saslaga trên là thức giả định. À, đó. Thế vậy thì đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy cái cách sử dụng của một động từ như thế nào. Nó ở trong cái trang udarenieru.ru đấy. Udarenieru.ru. À, khá
À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem động từ nachinatsa và kanchatsa. Chủ yếu chỉ sử dụng là khi muốn nói cái gì đó nó bắt đầu, cái gì nó kết thúc thì người ta thường dùng ở ngôi thứ ba, số ít hoặc là số nhiều. À, vừa rồi chúng ta xem là có động từ vstavat, ngủ dậy, lazutsa là nằm xuống ngủ đấy. À, vstat, liệt là hai động từ thể hoàn thành. Động từ nachinatsa có cặp với nachatsa. Động từ kanchatsa có cặp với konchitsa. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bài đọc. Chúng ta có bài đọc như thế này. Đấy. Đó. Trình độ của em bây giờ đã là cao lên rồi, cho nên chủ yếu là chúng ta xem các bài đọc. À, thông thường khi các em học trình độ lên cao rồi, chương trình thì lên cao rồi, nhưng mà trình độ của bản thân các em thì vẫn còn đang lẹt bẹt ở dưới thấp, đúng không? Đã. Tại sao lại như thế? Bởi vì là chúng ta không làm việc tích cực với lại các dữ liệu cũ. À, em cần phải thường xuyên xem các video cũ đấy, các video cũ để củng cố nhớ lại kiến thức, và sau đó là gì, cố gắng là nói liên tục đấy. À, điều thứ nhất, điều thứ hai là những cái bài đọc này có cảm tưởng như nó không liên quan đến cuộc sống của chúng ta, đề tài đấy. Thế nhưng mà trên thực tế, tất cả những cái mẫu câu này thì lại rất là thường sử dụng trong cuộc sống. Vậy thì cái đề tài của cái bài đọc này nó không liên quan đến vấn đề là cái kiến thức này đối với chúng ta nó hữu ích hay không. Kiến thức đã học là đều hữu ích. Vậy thì chỉ có điều là những cái câu đó chúng ta sử dụng như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đấy, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nội dung của cái bài đọc. Klaus Abichna Stajot Vô xem chất sốp Utra. À, chúng ta thấy như thế nào? Mô tả đây, người ta mô tả. Klaus thường xuyên dậy sớm. Abichna, thường thường. Là ngủ dậy vào lúc 8 giờ. Đấy. À, ngủ dậy có nghĩa là gì? Cậu ta mở mắt dậy và cậu ta đứng dậy khỏi giường. À. Klaus Abichna Stajot Vô xem chất sốp Utra. À, tiếp theo nào. No, nhưng Si vột nhá. On Stajot. Nhưng ngày hôm nay cậu ấy lại dậy vào lúc 7 giờ. On style. Chúng ta nhìn thấy đây là gì? Stajot, động từ thể chưa hoàn thành. Động từ thể chưa hoàn thành ở đây nó chỉ gì? Cái hành động xảy ra thường xuyên, ngày nào cũng như ngày nào. No sibot nhỉ? On style. Ở đây là động từ thể hoàn thành, style. Động từ thể hoàn thành nó chỉ cái hành động chỉ xảy ra một lần. Một lần lúc nào? Sibot nhỉ? Vào ngày hôm nay. Và ngày hôm nay tại sao cậu ấy lại dậy lúc 7 giờ? Đấy. À, bởi vì sao? Putamus là bởi vì vchera. Ôn bướng chia thế, ngày hôm qua cậu ấy đi nhà hát. Bương là có mặt ở nhà hát đấy. Ngày hôm qua là cậu ấy hiện diện ở nhà hát. Bương là hiện diện, là có mặt. Thế thì khi dịch sang tiếng Việt chúng ta sẽ dịch là cậu ấy đi nhà hát đấy, cậu đi xem hát. Inizdjelon domashnie zadanie. Và cậu ta đã không làm bài tập về nhà. Inizdjelon đấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy đây là gì? Là động từ thể hoàn thành đi với tiểu từ nhé. Nếu mà động từ thể hoàn thành đi với tiểu từ nhé, nó chỉ rằng là hành động đấy có thực hiện nhưng mà chưa được thực hiện thành công. Đấy. Như dễ lắm. À, nhưng mà ngày hôm qua cậu ấy chưa làm xong bài tập về nhà, có nghĩa là gì? Cậu có làm nhưng mà chưa làm xong. Đấy chứ? Đấy. À đó. Thế vậy thì vì một lý do nào đó mà cậu chưa thực hiện được xong thì người ta sẽ sử dụng động từ thể hoàn thành. Thế còn nếu mà cậu ấy hoàn toàn không động đến cái việc bài vở gì cả thì người ta sẽ sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Đấy. Đó. Isichas undozhen vyuchit. Và bây giờ cậu ấy cần phải học thuộc novi slava, cần phải học thuộc từ mới. Ipaptarit grammatiko. Và nhắc lại, ôn lại đấy. Ôn lại gì? Ngữ pháp. À, isichas undozhen vyuchit novi slava, ipaptarit grammatiko. Đấy. À, bây giờ cậu ấy cần phải học ngữ, học thuộc từ mới và ôn lại về ngữ pháp. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Người ta sử dụng động từ với uchit. Chúng ta biết động từ uchit. Động từ uchit. Uchit nghĩa là gì? Là học. Thế nhưng mà với uchit thì nó là cái gì vậy? Hoàn thành. Uchit là thể, với uchit là thể hoàn thành. Thể hoàn thành nó chỉ gì? Nó chỉ rằng là cái việc đó phải được thực hiện bằng xong và có kết quả. Có nghĩa là chúng ta sẽ dịch là gì nào? Cậu ấy phải học thuộc. Học thuộc có nghĩa là có học và học rất nhiều lần để cho nó thuộc thì thôi. Đấy, học thuộc từ mới. Đấy. Ipaptarit grammatiku và ôn lại bằng xong cái phần ngữ pháp. Động từ paptarit paptariat là ôn lại đấy. À đó, đây là một cặp động từ. Cho nên chúng ta sẽ viết cái cặp động từ đó ra nhé. Các động từ này gồm có hai động từ, đó là paptariat và paptariat. Đấy. Paptariat là động từ thể chưa hoàn thành. Nie savershennyy vid. Và paptarit là động từ thể hoàn thành savershennyy vid đấy. Đúng không nào? Đó. À đây chưa nào? Đó.
tác vụt. À thế như vậy ở đây là gì nào? Ở đây là chúng ta nhìn thấy đó là từ mới đối chúng ta đấy, paptarit. Và đằng sau là một danh từ ở kênh 4, grammatica. Đuôi a ở kênh 4 thì thành sang là đuôi u đấy. Tại sao thầy giáo cứ nói như vậy? Nói như vậy để cho em được ôn lại kiến thức cũ đấy. À, ở đây nhắc lại như thế để em thấy là gì nào? Đó là danh từ ở kênh 4. Nó làm bổ ngữ trực tiếp cho động từ paptarit đấy. Đó. À, сейчас он должен выучить новые слова. Bây giờ cậu ấy cần phải học thuộc từ mới. И повторит грамматику. Так. 8:30 và lúc 8:30. À, cái giờ trong tiếng Nga chúng ta đọc như thế nào? Đây là đọc v. Vô xem, v và vô xem thì nó là đều là chữ v cả. Cho nên chúng ta đọc thành một chữ v. Vô xem 30. Vô xem. Và 30 30. Vô xem 30. 8:30 đấy. À, ở đây trong tiếng Nga chúng ta không cần nói cái chữ giờ đó. Người ta em có thể nói là gì? Vô xem cho sốt 30 minut. Nhưng đây phải có điều kiện là gì? Phải là có là chữ minut nữa. Thế còn nếu không có thì chúng ta chỉ cần nói vô xem 30 thế thôi đấy. À đó. Vô xem 30 là vào lúc 8:30. Klaus pazatra. Klaus đã ăn sáng. Он съел. Động từ съел. Đó là gì? Đó là động từ thể hoàn thành của yêu. Đáng ra phải là yes. Он ел. Nhưng đây là он съел. Nếu mà nói ôn nhiều thì nói là cậu ấy ăn, có tính thông báo hành động. Thế còn nói ôn xiêu có nghĩa là cậu ăn hết. Два бутерброд đấy. Hai cái bánh mì kẹp. Яй со. Một quả trứng. И выпил чашку кофе. Đấy. Và uống một ly cà phê. Và lúc 8:50 vô xem 50 позвонил Том и сказал. Том gọi điện và nói: Клаус, ты уже прочитал детектив? Cậu đã đọc xong bài đọc chưa? À đã đọc xong chuyện trinh thám chưa? Các cối Katori tikupil panyedenik. Cấu trúc Katori các em chưa học. Thực chất ra cấu trúc Katori các em sẽ được học ở trong khóa thứ 3 cơ. Thậm chí khóa thứ 2 còn chưa học cơ. Đấy. Nhưng mà đây người ta cứ cho vào. Đấy. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ dịch như thế nào? Katori ở đây chúng ta dịch là mà. Cậu đã đọc xong cái cuốn chuyện trinh thám mà cậu mua vào hôm thứ hai chưa? Đấy. À thế vậy thì Katori đây là gì? Nó thay cho cái từ detective. Và nó có nghĩa là mà. Klaus, ты уже прочитал детектив, который ты купил в понедельник? Я тоже хочу его прочитать. Tớ cũng muốn đọc nó đấy. Я тоже хочу его прочитать. Нет, я еще не читаю его. Không. À, я еще читаю. Tức là tớ vẫn còn đang đọc nó. Động từ читать là động từ thể thể chưa hoàn thành và nó ở thì hiện tại đấy, chưa thì hiện tại, nó chỉ cái hành động đang xảy ra. И ещё читаю его, tớ vẫn còn đang đọc nó đây. Но я могу дать другой, nhưng mà tớ có thể cho cậu mượn một quyển khác. Я могу дать другой, tớ có thể cho cậu mượn quyển khác. Другой, другой что? Детектив, đấy. Другой детектив, вот так вот. Другой. Другой. Детектив. Ну на. Тоже очень интересный. Cũng rất là thú vị. Что интересный? Интересный детектив. Tại sao là интересный, không phải là интересная? Bởi vì sao? Danh từ детектив là một danh từ giống được. Cho nên đây là интересный. Другой. Cũng vậy đấy. Đó. Большое спасибо. Cảm ơn cậu. 9:15 Klaus уже в аудитории. Và lúc 9:15 Klaus đã đến gì nào? Đã đến lớp học. Аудитории. А, уже в аудитории. Он уже в аудитории. 9:15. Уроки начинаются в 9:30. А, giờ học bắt đầu vào lúc 9:30. И кончаются. Và kết thúc в 12:45. И кончаются в 12:45. Урок начинается в 9:30. И кончается в 12:45. Да? Вот так. После урока, sau giờ học, Klaus и его друзья. À có tập hợp после урока, sau các giờ học. Klaus и его друзья обычно обедают вместе. Klaus và các bạn thường xuyên là gì? À là ăn trưa cùng với nhau. Обедают вместе. Сегодня Klaus не обедал. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao, cậu lại không ăn trưa? Потому что в 2 часа, bởi vì vào lúc 2 giờ chiều. Он должен был встречать брата. Cậu cần phải đón em trai. Где? На московском вокзале. Ở nhà ga Московский. Đây là cách 6. На.
московском вокзале. Клаус не был дома 2 месяца. Cậu ta không có mặt ở nhà 2 tháng nay rồi. И, конечно, рад видеть брата. Và lẽ dĩ nhiên là sẽ vui mừng khi được gặp em trai. Chúng ta nhìn thấy tính từ ngắn đuôi rad. Он рад. Она рада. Они рады. Tính từ ngắn đuôi rad cũng biến đổi sang giống số cách đấy. Он рад. Она рада. Они рады. Брат сказал, em trai kể lại rằng, tức là họ đã gặp nhau rồi đấy. Что дома все нормально, rằng là ở nhà mọi việc đều bình thường. Сестра нашла, нашла động từ нашла là xuất phát từ động từ найти. Найти, найти có nghĩa là tìm thấy. Найти, 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 đấy, найти là tìm thấy, đấy. Он нашел, она нашла. Они нашли. Đấy. À đó thì đây chúng ta thấy là gì nào? Đó là đó là động từ найти, đấy. Động từ найти là tìm thấy đấy. Nó vô tác. Он нашёл, она нашла, они нашли, đấy. Đó. Đây là động từ thể hoàn thành. Так, значит, сестра нашла интересную работу. Em gái đã tìm thấy một công việc thú vị. В где? В другом городе. Ở một thành phố khác đấy. Отец купил новую машину. Bố đã mua một cái ô tô mới. Mama болела, mẹ thì đang bị mẹ thì có bị ốm, tức là có bị ốm nhưng mà bây giờ thì bà ấy đã cảm thấy khỏe rồi. Но сейчас она чувствует себя хорошо. Она болела. Mama болела, tức là mẹ có một thời gian bị ốm. Không được khỏe. Но сейчас она чувствует себя уже хорошо. Đó, đó là phần tiếp theo nào. В 3 часа và lúc 3 giờ братья были на экскурсии в Эрмитаже. Và lúc 3 giờ thì hai anh em đã đến thăm tham quan viện bảo tàng Эрмитаж. Потом Клаус показал центр города. Sau đó thì Клаус cho cậu đưa cậu em đi xem ở trung tâm thành phố центр города. Показать là cho ai đó xem. Показать khoe cho ai đó xem cái gì đó đấy. Đây là gì? Cậu ấy cho xem gì? Центр города có nghĩa là gì? Ý nói rằng là gì? Hai người đi dạo chơi ở trong trung tâm thành phố. Liệt nhì sát vườn mùa hạ. И Марсово поле, rồi là cánh đồng Марсово. Гостиный двор ở гостиный двор. Chúng ta có cái từ двор. Двор là cái gì vậy? Двор, двор là cái sân. Đấy. Двор là cái sân. Двор là cái sân. Cái sân nhà của chúng ta chẳng hạn, chúng ta gọi là двор. Nhưng mà có một tập hợp từ гостиный двор. Гостиный двор thì lại có nghĩa là đây là một cái quần thể. Nếu như ngày xưa ấy, cái гостиный двор người ta dịch là gì? Гостиный xuất phát từ cái từ гость là khách, khách khứa đấy. Гостиный двор là cái sân khách, mình gọi là cái sân khách đấy. Đó. Thế nhưng mà có nghĩa là gì? Ngày xưa người ta ở đây là người ta kiểu như cái nhà này nó như là một cái khách sạn của mình bây giờ ấy, đấy. Đó để tiếp khách ấy, đấy. Thế thế nhưng mà đó là một cái khu nhà nó rất lớn, nó nằm ở trên trên đại lộ Nevsky. Thế và cho đến thời kỳ mà chính quyền Xô Viết ấy, thì гостиный двор này là người ta biến nó thành là một cái nhà bách hóa tổng hợp rất lớn, ở đó có rất nhiều các loại hàng hóa đấy, và cho đến bây giờ nó vẫn như vậy đấy. Đó, đây là đây là гостиный двор. Cái nhà này nó có 4 mặt đấy. Đó, thế và nó chỉ có 2 tầng thôi. Đây là đại lộ Nevsky, phía bên tay phải này của chúng ta là đại lộ Nevsky đấy. Đó. Thế và ở đây là xung quanh ở trong này, ở bên trong sân này này. Ở bên trong này nó là một cái sân rất rộng đấy. Đó. Thế và ở cái nhà xung quanh này, toàn bộ cái nhà xung quanh này là toàn bộ là cửa hàng bán hàng bách hóa, mình gọi là bách hóa đấy. Đây chúng ta nhìn thấy đây có chữ гостиный двор. Đây là một trong những cái điểm tham quan du lịch của thành phố Saint Petersburg đấy. Đó. Так вот. Thế như vậy đó là chúng ta giới thiệu về гостиный двор. Cho nên ở đây là gì? Do là nó là cái khu bách hóa cho nên là gì? В гостином дворе брат купил сувениры. Là em trai đã đến гостиный двор và mua mua đồ đồ lưu niệm đấy, đồ lưu niệm. В 8 часов они поужинали в литературном кафе. В 8 часов. Và lúc 8 giờ thì họ ăn sáng, họ ăn tối đấy, ăn tối. Поужинали. 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 Где?
literaturnom cafe, ở cái cửa hàng à, ở cái quán cà phê văn học. Literaturn là văn học, literatura là văn học đấy. Cái quán cà phê này nó nằm ở đại lộ Nevsky và nó rất nổi tiếng đấy. И в 9:30 они уже были дома. Và lúc 9:30 thì họ đã về đến nhà. Они очень устали, họ rất mệt mỏi. Устали có động từ устать, уставать. Đấy. Ở đây chúng ta có động từ уставать, уставать. Уставать là động từ thể chưa hoàn thành, несовершенный вид. Và động từ устать là động từ thể hoàn thành. Устать, устать. Đấy. Đấy. À đó. À thế như vậy là đây chúng ta thấy ở đây đa phần người ta dùng là gì? Kể lại cho nên nó nằm ở thì ustali. Quá khứ. Anh yêu trên ustali. Ilegli spectran. À cậu ấy à họ rất là mệt cho nên là gì? À họ rất là mệt cho nên họ lại đi ngủ sớm. I anh ilegli. Lech legli spectran. Klaus опять не сделал домашнее задание. Và Klaus lại không làm được bài tập về nhà. I будет делать его утром. Và sẽ lại làm nó vào buổi sáng ngày mai. Đấy. Buổi sáng. Buổi sáng ngày mai. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một chút hình ảnh literature nơi cà phê. Đây là khung cảnh của cà phê ở Nevsky đấy. Đó. À cái khung cảnh của nó trông rất cổ kính đấy. Đó, thậm chí ở đây còn có cả những cái bức tượng sáp. À đấy, bức tượng sáp. À đó. À của các nhà văn. À ví dụ nhà thơ Pushkin này đấy. À đó. Ở đó. Có một số cái hình ảnh mà người ta tái tạo lại. À, dường như là đó là cái khung cảnh cổ ngày xưa khi mà nhà thơ Pushkin đến cái quán cà phê này và ngồi ở đây đấy, dường như là vẫn còn đang ngồi ở đây đó. Nó tạo nên cái khung cảnh như vậy đấy. À đó, bất tạc. Và mình có được xem một cái menu cái thực đơn của cái quán cà phê này đấy. Đây là cái biển của quán cà phê. À, đại lộ Nevsky, nhà số 18. À, nếu như sau này bạn có dịp đến thành phố Petersburg đấy. Đấy, thì chắc chắn sẽ phải cố gắng vào ghé vào cái quán cà phê này để có thể là ăn ăn trưa hoặc là ăn tối đấy. À, đó. Tất nhiên là ở đây là cái giá của nó, giá cả của nó thì phải nói là nó rất là cao đấy, giá rất cao. Đó là đại lộ. À, đó là literaturne cafe na Nevskom prospekte. Так вот. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đọc xong cái bài này. Bây giờ em có thể đọc một chút nào. Klaus обычно встаёт. Hiểu hết rồi, đọc thôi. Klaus обычно встаёт. Обычно встаёт в 8 часов утра. Да. Но сегодня он встал. Встал в 8. Восемь. Потому что вечера он был вчера в театре, театре и не сделал. Не сделан. Угу. Домашнее задание. Домашнее задание, да. И сейчас он должен выучить новые слова и повторить и грамматику. Грамматику. Да. Повторить грамматику. 8:30. Да. 8:30 клай. Позавтракал. Позавтрак. Позавтрак. Да. Он сел. Он сел. Сел. Он сел. 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 Он сел. Сел. Он сел. Два бутерброда. Два бутерброда. Бутерброда. Два бутерброда. Яйцо. И выпил. Выпил чашку кофе. Чашку кофе. Кофе. 8:50. Позвонил 8:50. Том. Позвонил Том и да. Сказал. И сказал. Клаус, ты уже... Клаус, прочитал? Ты уже прочитал детектив? Детектив. Детектив, который? Который ты купила в понедельник. Да. Я тоже хочу его прочитать. Прочитать, да.
читаю его. Да. Но я могу дать другой. Да. То все очень интересно. Да. Большое спасибо. Да. В PB 15 Клай Клаус уже Узе в аудитории. в аудитории. Уроки начинаются Начинаются в 9:30. в 9:30 Угу. И кончаются. и кончаются в 12:45. После уроку Клау его друзья обычно обедают вместе. Сегодня Клау нет обедал, потому что в 2 часа он должен был встречать брата на московском В московском вокзале, базар. вокзале, Московском базар. на московском вокзале, На московском вокзале. да, Клаус не был дома Клау не было дома 2 месяца 2 месяца, и, конечно, раз брат визит видит брата, да, раз-то брат сказал, сказал, да. что дома все нормально. Угу. Сестра наша Интересную работу, интересную работу, Сестра интересную, нашла интересную ную работу работу в в другом другом городе, городе. да, отец. Отец купит новую машину. Да. Мама Мама болела, болела, но но сейчас сейчас она чувствует чувствует себя себя хорошо. хорошо. Так, хорошо. À, thì như vậy là gì? Em đọc là cũng tạm tạm được đấy. À, chưa phải là hoàn hảo lắm, nhưng mà nói chung là nếu mà đánh nếu cho điểm thì được điểm 7. À, thế Không như vậy được. muốn muốn tốt hơn thì phải cần phải đọc nó nhiều lần. Tất nhiên đọc lần lần thứ nhất mà được điểm 7 thì là tốt rồi đấy. Tạc. À, bây giờ mình sẽ hỏi bạn nào. Когда Клаус обычно встает? Он обычно встает 8 часов. Восемь часов. А Очень когда он сегодня встал? Ну, когда он сегодня встал? сегодня он Он встал. встал во всем. Он встал в семь, да? Сегодня встал в семь. А, так, почему сегодня он рано встал в семь? Потому что вчера Потому что вчера он был он в был в театре театре и не и не сделал. сделал домашнее задание. А что он должен делать? Что он должен делать сейчас? Он должен делать. Он должен выучить Он должен выучить новые слова слова и и повторить повторить грамматику. грамматику. И повторить грамматику. А, хорошо. А, когда Клаус позавтракал? Когда Клаус позавтракал? Клау па завтра Позавтракал. кала Когда он Клаус будет позавтракал? 8:30. А, он позавтракал в 8:30. Что он ел? Что он ел? Cậu ấy Он ăn cái gì? Что он съел ел? два бутерброда Да.
dây số dây số y и выпил чашку кофе. А и выпил чашку кофе. Хорошо. А когда Том звонил? А Том звонил восемь пятьдесят. Восемь пятьдесят. А что Том хотел? Что Том хотел? Том сказал. Том хотел. А Том, Том хотел, Том, Том хотел, Том хотел прочитал детектив, который Клаус купил в понедельник. Только как мы должны сказать câu да? Том muốn gì? Что Том хотел? Том muốn đọc quyển. Том muốn đọc quyển chuyện trinh thám. Mà Klaus đã mua vào ngày thứ hai. Đấy. Đấy. Том хотел прочитать детектив, который Клаус купил. Не ты, а Клаус купил в понедельник. Đúng không? Đấy. Да. Так. А что сказал Клаус? Что Клаус сказал? Клаус nói cái gì? Клаус читает. Он сказал. Это nói là Клаус сказал, что он еще читает его. Он еще читает его. Да? Ага. А Клаус сказал, что он еще читает его, но он может дать другой, который тоже интересный. Да? Да. Да, да? Но он может дать другой, который тоже очень интересный. Хорошо. А когда Клаус уже в аудитории, когда Клаус в аудитории? Он... Он в аудитории в 9:15, да? А когда уроки начинаются? Уроки начинаются в 9:30. В 9:30. И когда они кончаются? Уроки кончаются в 12:45. В 12:45. Хорошо. В 12:45. Хорошо. А что Клаус и друзья обычно делают после уроков? Что они обычно делают после уроков? После Клаус, а после урок. Урок Клаус. Что они обычно делают после уроков? Sau bữa học, sau tiết học Klaus и его друзья, его друзья обычно обедают вместе. Обедают вместе, да? Обедают вместе, да? Клаус и его друзья обычно обедают вместе, да? После уроков. А почему сегодня Клаус не обедал? А, потому сегодня Клаус не обедал. В 2 часа. В 2 часа должен был встречать брата. Иронем край. Да. На московском вокзале. На московском вокзале. Да? А, да? На московском вокзале. А, хорошо. А, так, в 2 часа он должен встречать брата на московском вокзале. Так. А, сколько времени? Сколько времени, лабанил лаузой? Сколько времени Клаус не был дома? Клаус не был дома два месяца. 2 месяца, да? 2 месяца. Да. И так, что брат сказал? Что брат рассказал? Как дела у него дома? Брат сказал. Что дома? Все нормально. Все нормально, да? А какую работу нашла сестра? Сестра нашла интересную работу. Да, она нашла интересную работу. И где эта работа? Где она нашла работу? Она работа
городе. В другом городе. Что отец купил? А чё-то купила новую машину. Новую машину, да? А так, как мама себя чувствует? Это мама... Мама болела. Мама болела, но как она себя чувствует сейчас? Но сейчас она чувствует, чувствует себя хорошо. Себе хорошо, да? À, đó thì vậy thì qua đó em thấy là gì? Đó là cách chúng ta hỏi và trả lời theo bài đọc đấy. Thế và những cái cách hỏi, những câu hỏi và trả lời đó nó rất là hữu hiệu cho cái giao tiếp. Cho nên là em cần phải xem video lại nhiều lần đấy. Về nguyên tắc ra thì thầy giáo sẽ gửi cái bài này cho em và lần sau là chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời, nhưng mà thầy giáo sẽ viết cho em đấy. Viết cho em những cái câu hỏi đó và trả lời đó. Thế như vậy là gì? Em chỉ cần đọc những câu hỏi trả lời rất nhiều lần thì là tự dưng là cái lời nói của em sẽ được nó làm phong phú lên đấy. Хорошо, đấy. Đó, bây giờ thầy sẽ gửi cho em cái bài này này. À, hai cái nội dung của cái bài này đấy. Đó, thế và em đọc kỹ, hôm sau chúng ta sẽ lại làm việc kỹ hơn với cái bài này. Làm việc kỹ hơn để làm gì? Để luyện cái câu nói giao tiếp đấy. Dựa trên cái đề tài, một cái đề tài này chúng ta luyện hỏi trả lời rất nhiều lần, thì bằng cách đó nó làm cho cái lời nói của em nó phong phú lên, và nó cái bộ não của chúng ta nó học cái cách cấu tạo từ, cấu tạo câu đấy. Học cái cách cấu tạo câu ở trong tiếng Nga nó như thế nào. À, thì cảm ơn em, bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn em. Hẹn gặp em trong bài học hôm sau. Đi xin đoàn nhé. Đi xin đoàn nhé.